Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Lâm có thể leo lên chức tổng bí thư hay không? Ngày 25 tháng 5, BBC có bài bình luận, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghế tổng bí thư có dễ dàng hay không? Theo đó, sau khi ông Tô Lâm bước vào tứ trụ, nhiều nhà quan sát quốc tế quan tâm về khả năng kế nhiệm chức vụ tổng bí thư của ông. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó là một lộ trình gặp gần. BBC dẫn bài viết đăng tải ngày 21 tháng 5 trên trang Forum của Viện Nghiên cứu IS Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng Đại tướng Tô Lâm là một ứng cử viên nổi bật. Vị trí Bộ trưởng Công an trước đó của ông Tô Lâm đã khiến ông có sức ảnh hưởng đáng kể tới các quan chức cấp cao khác, bao gồm cả ủy viên Trung ương đảng. Tuy nhiên, sự thăng tiến của ông còn phụ thuộc vào người kế nhiệm chức Bộ trưởng Công an. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC cũng dẫn ý kiến của bà Futaba, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Phát triển Chesro, Nhật Bản, đăng trên Nikkei Asian ngày 22 tháng 5. Việc ông Tô Lâm duy trì ảnh hưởng trong Bộ Công an sẽ là một trong những yếu tố then chốt quyết định liệu ông có thể trở thành tổng bí thư hay không. Hiện vẫn chưa có ai ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng công an còn trống. Thứ trưởng thường trực Trần Quốc tỏ đang được phân công điều hành hoạt động của bộ này. Ngoài ông Tô Lâm, tiến sĩ Lê Hồng hiệp cho rằng thường trực ban bí thư Lương Cường cũng sẽ là một ứng cử viên đáng chú ý cho chức vụ tổng bí thư, đặc biệt là khi ông này được lịch sử ủng hộ. BBC cho biết, ở đây ông hiệp đang nói trường hợp cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu, người đã nhậm chức tổng bí thư từ vị trí thường trực Bộ Chính trị, tương đồng với thường trực ban bí thư bây giờ. Hơn nữa, ông Lê Khả Phiêu cũng là tướng quân quân đội như ông Cường. Và đây là hình ông Tô Lâm, tuyên thể nhậm chức chủ tịch nước. Việt Nam cho đến nay chưa có vị tổng bí thư nào xuất thân từ công an. Theo ông Hiệp, chính xuất thân từ ngành công an có thể là một điểm bất lợi cho ông Tô Lâm. BBC dẫn đánh giá của giáo sư Carter, một nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, rằng tham vọng trở thành tổng bí thư của ông Tô Lâm không hoàn toàn thuận lợi vì có vẻ ông không giành được sự ủng hộ cao từ các đồng chí của mình. BBC cũng đề cập đến những vụ việc được coi là vết đen trong sự nghiệp của Tô Lâm, như bữa tiệc bò giác vàng, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017. Hơn nữa, theo BBC, có nhiều ý kiến đánh giá rằng việc Tô Lâm trở thành chủ tịch nước càng ngày càng củng cố hình ảnh nhà nước công an trị. Có thể, đây cũng sẽ là một điểm nữa khiến đảng phải cân nhắc kỹ trường hợp của ông Tô Lâm cho vai trò tổng bí thư. BBC cũng cho biết, ngay sau khi chủ tịch nước Tô Lâm nhậm chức, truyền thông Đức và Slovakia đã nhắc lại vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin ở Đức vào năm 2017. Hành vi này đã gây ảnh hưởng tới quan hệ giữa Đức và Việt Nam. Và đây là hành vụ Trịnh Xuân Thanh luôn là vết nhơ của ông Tô Lâm trong quan hệ với quốc tế. BBC tiếp tục trích dẫn bài viết của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên khách mời thuộc viện ES Singapore, đăng ngày 22 tháng 5 trên Financial Times cho rằng ông Tô Lâm có thể sẽ gặp khó khăn khi làm chủ tịch nước. Ông ấy chưa bao giờ giữ bất kỳ chức vụ nào ngoài ngành công an sẽ dần xuất hiện những câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông ấy trong các vấn đề kinh tế và xã hội. BBC dẫn các quan điểm trái ngược về việc ổn định chính trị tại Việt Nam. Theo đó, giáo sư Katya cho rằng, việc đủ người trong tứ trụ giúp ổn định chính trị. Nhưng ông Florent, trưởng đại diện tại Việt Nam của Viện Nghiên cứu CAST lại cho rằng, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn tới khi người kế vị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được chọn. Bên cạnh đó, BBC cho biết thêm, do lo ngại về chiến dịch chống tham nhũng, Bộ máy hành chính ở Việt Nam được cho là ngày càng trở nên trì trệ. Điều này đã có tác động tiêu cực đến nền kinh tế và gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Bài viết trên Nikkei Asian dẫn nhận định của giáo sư Ryuichi từ Đại học KI Nhật Bản nói rằng, dù đã có những thay đổi chính trị, hệ thống chính quyền cộng sản khả năng cao là sẽ không có gì thay đổi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tô Lâm có thể leo lên chức tổng bí thư hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tin nóng Lê Thanh Hải bị bắt. Ngày 24 tháng 5, một nguồn tin nội bộ đã cho Thời báo.Đ biết tin trên. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Thanh Hải. Hiện nay, ông Hải đang bị tạm giam tại trại giam Ngọc Xá, tỉnh Bắc Ninh. Đây là cơ sở thẩm tra, hỏi cung của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng C03. Nguồn tin cho biết bắt ông Lê Thanh Hải để điều tra về tội rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài, gây thất thoát cho nhà nước Việt Nam 50 tỷ đô la Mỹ, cộng tác với gián điệp Trung Quốc, phá nền kinh tế Việt Nam suốt 15 năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình ông Lê Thanh Hải bật khóc khi thất bại trong việc sắp xếp người kế nhiệm năm 2016. Vẫn theo nguồn tin, việc bắt giữ này thực hiện theo quyết định khởi tố bị can số N011C03 ngày 23 tháng 5 năm 2024 và lệnh bắt tạm giam số 852C03 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Nguồn tin cũng cho hay, ngay sau khi có quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thanh Hải như đã đề cập, trưởng ban tổ chức trung ương Lê Minh Hưng đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông. Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng số 932 là ký theo đề nghị của đảng ủy công an trung ương và ủy ban kiểm tra trung ương cùng phối hợp thực hiện. Nguồn tin cho biết thêm, cơ quan cảnh sát điều tra cũng tạm giữ hình sự bà Trương Thị Hiền, vợ ông Lê Thanh Hải, nhằm thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội rửa tiền. Bà Hiền cũng là em gái bà Trương Mỹ Hoa. Hiện nay, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước, đã dùng máu viết tâm thư trên tờ bằng khen 60 năm tuổi đảng gửi cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyên bố sẽ tự thiêu tại Lan Ba Đình lịch sử nếu không thả em gái bà ra trong vòng 9 ngày, nguồn tin tiếp tục cho hay. Và đây là hình bà Trương Thị Hiền, vợ ông Lê Thanh Hải, em gái cụ Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hòa. Được biết, ông Lê Thanh Hải sinh năm 1950, quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ông là nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11 cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2011 và năm 2011 đến năm 2016. Cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ năm 2006 đến năm 2011 và năm 2011 đến năm 2016. Cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ từ năm 2001 đến năm 2006 đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Ông đã từng bị kỷ luật và cách tất cả các chức vụ đã từng nắm giữ sau khi đã nghỉ hưu. Đây là chuyện khôi hài mà trên thế giới chỉ có chính quyền Việt Nam dám làm. Ông Hải có bằng cao cấp lý luận chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân văn chương. Trong quá trình cầm quyền suốt 15 năm tại Sài Gòn, ông Lê Thanh Hải bị người dân gọi là sâu chúa miền Nam do những thành tích mờ ám mà ông và bộ sậu gây ra. Đặc biệt, dân oan thủ thiêm cho rằng Ông Hải là người phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm xảy ra tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, cũng như phải chịu trách nhiệm về những oan khiên, những số phận bị bức hại, bất ức đến mức quyên sinh tại Thủ Thiêm. Và đây là hình bà Trùm Trương Mỹ Lan tại tòa. Ông Lê Thanh Hải và vợ, bà Trương Thị Hiền cũng bị coi là có mối quan hệ thân thiết với bà Trùm Trương Mỹ Lan, người đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình. Chính vợ chồng này đã bỏ kê cho Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan trong suốt vài chục năm qua, từ khi ông Hải còn là bí thư quận ủy quận 5. Trong quá trình xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, tên tuổi của ông Lê Thanh Hải không bị đề cập đến. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, ông Hải đã bị điều tra về liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Trước đó, trong các ngày 6 và 7 tháng 5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 41 quyết định thi hành kỷ luật cắt hết tất cả các chức vụ trong quá khứ, cũng như quyền lợi hiện nay của các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin tin nóng Lê Thanh Hải bị bắt Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.